奇怪啊。Kevin ấy xúc việc làm tuân thủ cho đúng phương châm của Kevin Nhật Bản là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nha. An toàn trên mỗi sản phẩm được sản xuất và không gây hại môi trường. Kevin theo kinh nghiệm có nghĩa là chỉ cần thì đã vô tận được lượng kinh nghiệm mà nó bảo vệ mình cho con người. Trong tương lai không xa, Kevin ấy xúc sẽ phát triển rất nhiều dòng sản phẩm được giải pháp nội tại mang đến niềm vui cho mọi người. Phim tình cảm là lúc nào cũng đấy thôi. Của người mẹ. Phim gia đình. Các diễn viên tham gia. Một ngày cài có đi là một ngày tập, có đến một ngày là từng tập. Kim Hương Cha trong vai Kim Hang Cha. Đi em đi. Kim Hương Sốc trong vai Nai Yên Sốc. Cam Bu Cha trong vai Nai Yên Sốc. Kim Dông Cơm trong vai Kim Hang Cha. Trong một ngày thì một tập. Trang Mì Hi trong vai Cô Ưn Na. Mẹ miếng ạ. Kim Chi trong vai Đi Trong Uân. Xin Ưn Kiêm trong vai Na Dân Su. Cùng các diễn viên khác. Hay. Kịch bản. Kim Su Hiên. Đạo diễn Trần Ưng Dân. Mẹ ơi, con đi. Không ngờ. Vẫn chưa ra à? Con biết rồi, để con thử tìm xem thế nào. Được rồi, con sẽ gọi lại cho mẹ ngay. Mẹ phải tìm nhà và tìm trường học cho con. Bố à? Con đang ngồi với mẹ. Mẹ đến trường à? Bà đang chờ con ở đấy, con không nhìn thấy à? Muốn cất giờ học ngoại khóa rồi. Được, bố biết rồi. Con nói chuyện với mẹ xong thì ra cổng trường nhá. Bà đang chờ ở đấy, nhớ chưa? Mẹ phải tìm nhà, tìm trường học cho con. Nên chắc mất khá nhiều thời gian. Mẹ sợ gấp gáp quá, không làm được việc gì. Nên phải tính dần thời gian. Nhưng chẳng lẽ phải cần những một tháng sau? Mẹ cứ tính dần ra là thế thôi. Đợi đến khi con nhà nghĩ đến việc phải chuyển đi, mẹ chỉ muốn giải quyết càng nhanh càng tốt thôi. Con đừng nên cãi mà hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có tỏ ra là quá khách mẹ thẻ, như vậy chỉ nhìn con là thiệt thôi. Này sao này? Nếu con cứ chọc tức hoặc gây sự với cô ta, thì bố cũng ghét con đấy. Lúc đó con sẽ làm thế nào? Một tháng nữa mẹ có về không? Con nói gì vậy? Mẹ nói là một tháng, nhưng cũng có thể mẹ ở lại thêm mà. Không, chỉ một tháng là mẹ về. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì có thể mẹ sẽ về trước. Mẹ đã bảo là trong một tháng, mẹ có thể về được mà. Mà đang đợi con. Mẹ xin lỗi con, Suna. Mẹ thực sự xin lỗi. Con đừng giận mẹ nhé. Con xúc đi, xúc ăn đi. Bà đang chờ con ở ngoài kia. Ăn đi nào, ăn giỏi nè, ăn giỏi nè. Suna. Suna. Mẹ đang nói chuyện với con là không thích sống ở đây rồi còn gì.